Xin trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi Xoáy Tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, trong cái bài học mà để trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta đều biết Hiến pháp nước Mỹ quy định trong cuộc bầu cử tổng thống, ứng cử viên nào thắng hơn ở tiểu bang nào thì lấy chọn tiểu bang đó. Thì đảng của ứng cử viên chiến thắng sẽ được gọi là thành lập một cái đại cử tri đoàn để mà bỏ phiếu xác nhận người nào trở thành tổng thống của tiểu bang đó. Nhưng trong ngày xác nhận cuộc bầu cử năm 2020, ngày 14 tây tháng 12 năm 2020, khi mà các đại cử tri về các quốc hội tiểu bang để bỏ cái lá phiếu bầu người làm tổng thống, thì ở những tiểu bang mà gọi là có sự tranh chấp giữa ông Trump và ông Biden mà cái tỷ lệ nó nhỏ, thì xuất hiện thêm một nhóm đại cử tri khác, đại cử tri của những người thua cuộc. Và cái câu chuyện này là một cái câu chuyện thấy rõ ràng cái tính vi hiến của nó, nhưng nguồn cơn nó từ đâu và tại sao có cái nhóm cử tri này? Đó là câu chuyện anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phải Long, kính chào khán giả SBTN. Như tôi nói sáng nay thì SBTN mà anh, bởi vì ông Trump có thể là dân lậu. Thầy giáo ông không có được đi học ở trong trường Mỹ nên ông không biết cái chuyện này. Là vào ngày 14 tháng 12 của mỗi 4 năm, đại cử tri của 50 tiểu bang tập hợp để bỏ phiếu bầu cái người thắng cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Sau đó những cái lá phiếu này được quốc hội tiểu bang xác nhận và bỏ trong phong bì, đóng lại cẩn thận, gửi lên quốc hội hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Và vào ngày 6 tháng giêng sau đó, phó tổng thống hiệp chủng quốc Hoa Kỳ trong vai trò thượng chủ tịch thượng viện liên bang Hoa Kỳ mở cái ra và đọc. Cứ thế tôi ghi vào, ai có đủ 270 phiếu đại cử tri, người đã trở thành tổng thống kế tiếp của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và sẽ tuyên thệ vào ngày 20 tháng giêng sau đó. Đó là cái điều rất căn bản trong hơn 200 năm lập quốc. Chỉ có những người không phải là cư dân ở Mỹ, không đi học trường ở Mỹ, hoặc đi học trốn học, hoặc là cư dân lậu gì đó không đi học mới không biết cái điều này. Thành ra mới làm khác. Thì bây giờ người ta mới phát hiện ra vào ngày 14 tháng 2, tháng 12, đồng bọn của ông Donald J. Trump, tổng thống 4 năm, đã có mặt ở một số thủ phủ của một số tiểu bang, cụ thể là 7 tiểu bang mà ông Trump thua. Đến đó và tự họ lập ra đại cử tri riêng của họ. Ví dụ như ngày 14 tháng 12 ở tại thành phố Lansing, thủ phủ tiểu bang Michigan, đã có những đại cử tri giả do những luật sư của ông Trump dẫn đến đòi bước vào trong tòa nhà quốc hội để bầu cho ông Donald J. Trump, nhưng đã bị một cái ông gọi là cảnh sát tiểu bang ở đây, ông nói là ô mấy đại cử tri đến rồi. Hỏi ủa mấy ông đi đâu vậy? Tụi tôi đại cử tri đi bầu. Ông đây đâu? Ủa tôi nhớ đại cử tri vô rồi, tôi check in rồi mà sao kỳ vậy, sao giờ mấy ông để vô? Xin ban kỹ thuật có thể cho coi cái laptop của tôi để coi cái đoạn này, video này để ông cảnh sát ông nói đây. Đây coi cái màn laptop của tôi nó lớn hơn. Của Long đã. Long cho coi. Thì trên màn quý vị đó là ở tại Quốc hội Michigan trong cái ngày 14 tháng 12 năm 2020. Một số người xin vào nói rằng chúng tôi là đại cử tri. Bên phía nói chung là đại cử tri giả. Nhưng mà tôi xưng là như thế. Thì cái người phụ nữ này đến thuyết phục không được. Thì một hồi chúng vị sẽ thấy có một ông cũng như là xếp sòng của mấy người này đến nói chuyện
trong cái câu chuyện ông này nói, phải nói là ông nói rất là linh tinh. À, chúng tôi cũng là những đại cử tri, chúng tôi có mặt ở đây theo quyền hiến định như thế này thế kia. Nhưng cái người cảnh sát mà đứng gọi là gác cái đây 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 đó à, là xếp xong cho đây. Nghe Đây đây, tôi mời phải quý muốn vị nghe nghe cái này chứ. nè. Đó, tôi thấy đó là đã có những người tự xưng là đại cử tri của tiểu bang Michigan à, và đến nói rằng là chúng tôi đến đây để bầu cho ông Donald Trump, thì bị ông cảnh sát bảo ơi mấy người kia đến đây rồi, và họ coi như là chuẩn bị bầu cho ông Biden, bởi vì ông Biden thắng tiểu bang này 154.000 phiếu à. Ở tại tiểu bang Nevada, ông Biden thắng ông Donald J. Trump 33.060 phiếu. Và một số hình ảnh truyền lên mạng xã hội cũng cho thấy một số người ủng hộ ông Trump cắm trại ở bên một cái, có một cái bàn ở bên ngoài đó, và rồi cũng đòi đi vô đó và tuyên bố chúng tôi là những đại cử tri chính thức và đủ tiêu chuẩn để vô bầu cho ông Donald J. Trump. Thì thưa quý vị, cũng giống như ở Michigan, những người này đương nhiên là không được vào đó. Đó là hai trong bảy cái tiểu bang mà những người mà luật sư của ông Trump dở những cái trò, người ta gọi là trò ma giáo, ma mãnh, nhưng đã bị ngăn chặn. Bởi vì ngay cái ông cảnh sát, ông cũng biết, cảnh sát ông đâu có trình cao, ông biết là mấy ông tào lao, tôi học hai school, người ta nói là cái ngày này là ngày chỉ có bao nhiêu người nó vô thôi, thấy không? Mà sao đâu ra mấy ông đẻ ra mà mấy ông có cái chuyện này đó, đó, cái câu chuyện là như vậy thưa anh. Vâng, thưa quý vị, thì cái vấn đề được câu hỏi được đặt ra là tại sao có những người mà gọi là cử tri đoàn giả mạo như thế xuất hiện tại những cái quốc hội của các tiểu bang vào cái ngày 14 tây tháng 12 năm 2020. Không phải là tự dưng không, mà bây giờ những cái hồ sơ, những cái tài liệu nội bộ mà Ủy ban điều tra 6 tháng riêng đưa ra thì bắt đầu cho thấy là đây là một cái âm mưu đến từ phía những người ủng hộ Donald Trump, đến từ đặc biệt đến từ ban tranh cử của Donald Trump. Họ ngay từ đầu họ muốn cố tạo một cái tình trạng gọi là họ muốn thành lập những cái cử tri đoàn giả mạo này để đi một cái mục đích xa hơn, là cuối cùng nhắm vào cái ngày 6 tây tháng riêng để ông Mike Pence lật kết quả bầu cử và dùng những cái lá phiếu của cử tri đoàn giả mạo này là cái kết quả chính thức để đưa ông Donald Trump trở thành tổng thống. Thì cái âm mưu này được không anh à, họ định là họ lập cái này xong đó là cái ngày đó họ mới kêu ông Mike Pence là không chấp nhận kết quả bầu cử của bảy cái tiểu bang này, trả về để rồi cái bảy cái tiểu bang là mới gửi cái số người này lên. Không anh, âm mưu còn ghê hơn. Hả? Họ để sẵn luôn rồi à. À, không cần gửi lên nữa à. Họ để sẵn luôn cho ông Mike Pence cho Mike Pence ngày đó à. Có thể là ngay nhưng mà làm sao họ mang vô được trong quốc hội à. Trong quốc hội biết bao nhiêu là phe cánh của Donald Trump cầm à, sẵn rồi. Cái chuyện đó, cái câu chuyện đó, nó kinh hoàng. Thì cái mục đích tạo ra những nhóm cử tri giả này là mục đích tối hậu là thứ nhất, làm một cái cơ sở cho ông Mike Pence ngày 6 tây tháng riêng lật ngược kết quả bầu cử và dùng kết quả của những người cử tri ngụy tạo này để mà làm kết quả đưa ông Donald Trump chiến thắng. Thì mục đích đó là mục đích tối hậu. Câu chuyện nó như thế nào? Và họ biết chuyện này có sai hay không? Thì thưa quý vị, những hồ sơ bằng chứng cho thấy là ông John Eastman, cái ông luật sư mà của trường đại học
Chapman. Chapman University, ngay khu vực gần với chúng tôi. Ông là trưởng khoa luật. Ông biết chuyện này là chuyện sai. Ông đã gửi ra những cái thư mà nội bộ, trong nội bộ cho biết. Đây là một cái cú đảo chánh. Đây là một cái cú đảo chánh. Và cái chuyện này là cái chuyện ông biết rằng là chúng ta không có chắc chắn, chúng ta là, đây không có điều chắc chắn là chúng ta không có làm được. Ông biết như thế, nhưng vẫn là. Thì cái câu chuyện mà càng lúc mà đi sâu vào thì người ta mới thấy là ngay trong sau khi vừa thua bầu cử vào ngày 3 Tây tháng Giêng, ngày 4 Tây tháng Giêng, thì chừng vài ngày sau trong tháng 11 đó, thì những người cố vấn trong cái ủy ban tranh cử của ông Donald Trump và những phe cánh của ông là đã gửi thư cho ông John Eastman nói đến cái chuyện bây giờ làm sao thay đổi kết quả ngày 6 tháng Giêng, họ tính tới đó. Và để làm chuyện này cần phải có tạo dựng ra những cái cử tri đoàn giả mạo. Theo cái sự tiết lộ của ủy ban điều tra là chỉ 2 ngày sau khi cuộc bầu cử, có nghĩa bầu cử ngày 3 thì ngày 5 Tây họ biết rồi họ thua, họ đã gửi, họ đã tính cái chuyện ma giáo này gửi cho ông John Eastman. Mà ông John Eastman trong những cái thứ khác đều biết đây là cái câu chuyện không thể nào thực hiện được và vi hiến. Thưa anh Dũng. Vâng, cái đó nó cho thấy là thưa quý vị, một lần nữa ông Trump đã tìm đủ mọi cách gian lận, nói thẳng luôn, gian lận để mà thắng cuộc bầu cử mà ông bảo là gian lận. Không, bảo là bầu cử gian lận, rồi ông gian lận luôn là sao? Ông bảo ta gian lận và chính ông gian lận từ cái chuyện mà lập ra những đại cử tri dỏm. Nó còn nhiều chuyện gian lận khác, tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN.